Hoàng Dương si biết. Địch đến Nhật Bản tiêu chuyển chính thức nên duyên. Dương Tử mất đại ngôn. Đối với những người yêu thích xem tin tức hoa ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú ý đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đây đều là những tin tức chưa xác nhận, nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong showbiz hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé. Vì sao Triệu Đội Dĩnh không tham gia sự kiện của Vogue? Sự kiện của Vogue lần này về cơ bản thì các nghệ sĩ của Hòa Tụng đều đi. Tuy gọi team building của Hòa Tụng, nhưng Lệ Dĩnh lại không tham gia. Vốn dĩ Vogue cũng đã gửi lời mời tới Lệ Dĩnh, chỉ có điều cô ấy là lý do đang quay phim từ chối. Trước đây những sự kiện thế này thì Lệ Dĩnh đều xuất hiện, chủ yếu là Lý Băng Băng dẫn cô ấy theo để xây dựng nhân mạch bên thời trang, giúp cô ấy làm quen với những ông lớn nạn này. Chỉ là Lệ Dĩnh sắp rời Hòa Tụng lần này mà đi, sẽ không ổn cho lắm. Trong khoảng thời gian này, Triệu Lệ Dĩnh đang xử lý nốt những việc còn lại, có liên quan đến Hòa Tụng. Lệ Dĩnh cũng có liên lạc với những công ty quản lý khác. Nếu không tìm được bến đỗ thích hợp thì đến lúc đó cô ấy sẽ tự lập môn hộ. Người trong giới kiến nghị Lệ Dĩnh nên lập công ty và nâng đỡ người mới, nhưng cô ấy không thích đi xã giao. Cô ấy cảm thấy việc thành lập công ty như vậy thì bản thân sẽ phải tham gia nhiều bữa tiệc, rồi đổi tài nguyên cho người mới, quá phiền phức. Dương Tử có khả năng mất đại ngôn lớn. Mấy ngày trước, ảnh chụp quảng cáo cho Armani của Dương Tử bị nói quê mùa. Cộng đồng mạng còn vì Armani với Metabongwe nhãn hiệu thời trang Trung Quốc. Đang chú ý hơn fan của Dương Tử, còn đọc nhầm tên thương hiệu thành Anima, rồi anti-fan cũng nhảy vào, tạo nên một cuộc chiến đi vào lòng đất tại trang web chính thức của Armani. Và thế nào Armani được khuyên đừng ký hợp đồng với Dương Tử. Nói thật Dương Tử đã tiếp xúc với Armani suốt một thời gian dài, bên thương hiệu cũng đang xem xét cô ấy. Nhưng giờ mọi chuyện thành ra như vậy, Armani hẳn sẽ chú ý đến động thái ở trang mạng và biết rất nhiều cư dân mạng đang phản đối thương hiệu hợp tác với Dương Tử. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc xem xét của thương hiệu. Tỉnh Bách Nhiên và Lộ Tư tranh phiên. Tỉnh Bách Nhiên và Triệu Lộ Tư sẽ hợp tác trong thân ẩn, chỉ có điều chuyện phiên vị vẫn chưa đạt được thống nhất. Nền tảng và tư bản vốn thích Lộ Tư hơn, dù sao cô ấy đã ký với nền tảng. Nền tảng đương nhiên sẽ hỗ trợ nghệ sĩ của mình, nhưng tỉnh Bách Nhiên không chịu bị một tiểu hoa thế hệ mới như Lộ Tư chiếm nhất phiên và chuyện rất mất mặt. Ngoài ra tỉnh Bách Nhiên và Ngô Lỗi từng tranh phiên, cuối cùng không thể hợp tác được. Giờ tỉnh Bách Nhiên hợp tác với bạn diễn cũ của Ngô Lỗi mà bị áp phiên thì chẳng khác gì cú va vào anh ấy cả. Nữ Thi Thi không muốn sinh thêm con. Khoảng thời gian này Ngô Kỳ Long vẫn luôn thúc giục Nữ Thi Thi sinh con thứ hai. Gia đình anh ấy cứ vài bữa lại bảo Thi Thi nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe để có thêm em bé. Cô ấy hiện tại đang chuyên tâm qua Nhất Niệm Quan Sơn. Tuy bộ phim này ồn ào khiến fan Nữ Thi Thi bất mãn, nhưng đâu còn cách nào. Dù sao cô ấy cũng đã ký hợp đồng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đợi xong bộ này, Nữ Thi Thi có thể sẽ vào đoàn phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, dự kiến hợp tác với Trần Hiểu. Địch Đại Nhật Ba và Tiêu Triển đang đàm phán chuyện hợp tác rồi. Phía Tiêu Triển đã ký trước một phần hợp đồng. Đàm Tùng Vận rất thích những chàng trai ngay thẳng, lương thiện, dũng cảm, dịu dàng và có một chút ngốc nghếch. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.